thôi dậy sớm nhé, đạp xe loanh quanh. Mắt xanh mùi hồng xinh xinh, nhiều anh nhìn theo. Ngày mai bao niềm vui mai. Thôi thì sống vui lên mỗi ngày. Alo, cửa hàng pizza hả? Cho tôi cái pizza hải sản loại lớn nha. Tới số nhà 408/5 nha. Làm nhân bời, cảm ơn nha. Anh đã hứa với em cái gì? Vậy mà bây giờ anh lén lén lúc lúc gọi điện kêu mang đồ ăn đến nhà là sao vậy hả? Hả? Nè, Kiều, anh xin lỗi mà. Tại vì anh đói bụng quá. Anh chơi thể thao cả ngày rồi, anh đi làm cả ngày vậy. Em cho anh ăn rau rác không? Anh rung hết rồi, tay chân chịu không nổi. Em không cần biết. Anh đã hứa với em rồi. Vậy mà bây giờ anh dám lén lén lúc lúc gọi đồ ăn như vậy là anh sai. Anh hiểu không? Anh Kiều à, anh không có giấu em đâu. Nhưng mà lỡ gọi rồi, ăn chung nha. Anh với em ăn. Em không có ăn đâu, anh đừng có dụ. Tới rồi, ăn chung nha. Đồ ham ăn, đừng có mong á mà lấy pizza dù được tôi. Mặc dù tôi rất là đói, nhưng mà tôi không ăn. Tất cả là vì sự nghiệp, cái thân hình thon thả này. Đã nói là người ta không có ăn rồi mà, đừng có dụ. Anh muốn ăn á thì anh ăn một mình đi. Thôi mà, ăn chung nhanh nhỉ. Nè, thơm lắm đó. Em đã nói là không ăn mà. Nè, không ăn á, anh ăn một mình đó nha. Anh nói không đúng á. Đầu lòng mình ăn có một lần mà, đúng không? Đâu chết ai đâu. Rồi, với lại á, em ăn xong ha. Ngày mai em ăn kiêng lại. Bắt đầu từ ngày mai em ăn kiêng lại. Xong rồi hả, biết không? Ngày mai á, em sẽ tập thể dục. Mọi người có biết tại sao tôi triệu tập cuộc họp ngày hôm nay không? Hai sản phẩm nước giải khát của chúng ta một tháng nữa là tung ra thị trường. Gấp gáp như vậy mà sao tới bây giờ tôi vẫn chưa nhận được bản báo cáo kế hoạch nào hết vậy? Có ai trả lời cho tôi không? Dạ thưa sếp, hiện tại thì hai sản phẩm đó vẫn chưa chọn được một thiết kế in ấn phù hợp. Cho nên hai sản phẩm đó vẫn còn nằm im mà. Tại sao vậy? Trong cuộc họp lần trước á, chúng ta thống nhất là chọn mẫu thiết kế của công ty Hồng Ngân rồi mà. Sao bây giờ vẫn chưa có? Dạ. Tại sao vậy Tài? Dạ. Chuyện hôm trước em thay sếp đi gặp gỡ bên công ty Hồng Ngân, nhưng mà họ lại mang nhầm bản báo giá, các tài liệu liên quan. Em thấy công ty của họ làm việc sơ sài, thiếu chuyên nghiệp, nên quyết định là tạm quản lại, chờ quyết định của sếp. Đây là tất cả hồ sơ họ đã chuyển qua mail. Em đã in ra cho sếp. Tôi thấy mẫu mã thiết kế công ty Hồng Ngân cũng được lắm mà. Chắc lần trước á, do nhân viên họ sơ suất thôi. Cậu Tài nè. Dạ. Cậu gọi điện hẹn công ty Hồng Ngân, chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa. Mà lần này á, đích thân tôi sẽ đi bàn bạc. Dạ, em biết rồi sếp. Còn về phòng marketing, dạ, chúng ta cứ đúng kế hoạch ban đầu mà làm. Dạ.
chúng ta phải đẩy mạnh chiến lược marketing trước khi tung sản phẩm ra thị trường một tháng. Rõ chưa? Dạ rõ. Tài. Dạ. Còn về những công ty cung cấp hương liệu, cậu đã gặp họ chưa? Dạ, em có liên hệ với một số công ty cung cấp hương liệu mới. Tất cả đã có trong hồ sơ in ra cho sếp. Chà, mọi người không ai đi trễ hết. Tốt lắm. Làm việc là phải có nề nếp, nghiêm túc như vậy chứ. Cuối cùng, chính sách trừ lương của mình cũng đã phát huy tác dụng. Em. Em làm gì xong chưa? Mình đi ăn cơm nha. Sắp xong rồi, để em chút nha. Sao nói chút xíu mà lâu quá vậy? Em làm việc của công ty chứ làm việc của ai đâu mà anh hối hoài vậy? Thôi, anh đi ăn cơm trước nha. Ừ. Ê mà thôi, để em đi với anh. Đi một mình gọi nhiều đồ ăn tốn tiền lắm. Đi. Đi. Dạ. Ủa, 12 giờ rồi, bác không nghe ăn cơm trưa hả? Dạ chưa. Cô Hoàng với cậu Quý đi ăn cơm hả? À. Ừ. Đói quá em ơi, mình đi ăn cơm em ơi. Anh đói quá trời rồi, nhìn lên. Đói quá à, lẹ đi. Chuyện này là sao? Bác có gì để giải thích không? Dạ, chuyện này là... Bác cứ bình tĩnh, kể đầu đuôi sự việc đi. Không có chuyện gì đâu. Dạ, thật ra là... Tôi thấy mọi người đi trễ bị trừ tiền. Tôi chỉnh đồng hồ lại một chút thôi. Mọi chuyện là như vậy. Tôi không tin bác dám tự tiện chỉnh lại đồng hồ. Có người bài vẽ cho bác đúng không? Dạ, không có đâu cô. Hai cậu đó không có bài vẽ gì cho tôi hết á. Sao không có ai lên tiếng hết vậy? Mà thôi, không nói gì, nhưng tôi cũng biết mọi chuyện như thế nào rồi. Qua đây. Hả? Dạ không phải vậy đâu cô. Tôi không có dám làm vậy đâu. Đừng nghĩ vậy, tội nghiệp tôi. Trời ơi, nghe như chuyện cổ tích giữa đời thường vậy. Tụi em làm gì dám làm chuyện đó chứ chị? Dạ, đúng rồi đó chị. Không có chuyện đó đâu chị. Chị ơi, tụi em năn nỉ lắm, bác Tám mới chỉnh lại đồng hồ trễ 5 phút thôi mà chị. Em dạ, hứa với chị luôn đó. Là 5 phút thôi mà chị. Làm sao như chị nói. Như vậy được hả chị?
Tôi không cần biết là trễ 5 phút hay là 50 phút. Quy định của công ty rất là rõ ràng. Ai đi trễ 5 phút đều bị trừ lương. Không có lý do, lý sự gì hết. Anh Quý, anh thấy mọi người đi trễ 5 phút mà bị trừ lương thì cũng có phần khắt khe. Dạ đúng rồi mà chị. Mà lương của họ thì có bao nhiêu đâu. Mỗi lần đi trễ mà bị trừ lương thì tội cho họ quá. Anh nói như vậy mà nghe được hả? Đó chính là chính sách của công ty. Mọi người là nhân viên thì phải tuân thủ chứ. Nếu như mà công ty mà ai muốn làm gì thì làm, thì công ty này loạn lên hết à. Tất cả hãy đi về làm bản kiểm điểm cho tôi. Nếu sau này ai có lỗi làm gì thì mọi người đã biết hậu quả rồi chứ. Còn nếu như ai thấy không hài lòng hoặc là chính sách của công ty khó khăn quá thì mọi người có thể tự động nghỉ việc, kiếm chỗ khác mà làm. Còn trường hợp của bác Tám, tôi đã giao cho bác nhiệm vụ chấm công cho nhân viên ở công ty, mà bác lại cấu kết với mọi người qua mặt tôi như vậy. Bác làm cho tôi rất là thất vọng. Ngoài việc làm bản kiểm điểm, tôi sẽ trừ lương tháng này và cắt hết mọi khoản thưởng cuối năm của bác. Dạ, dạ cô làm vậy đâu được cô. Em à, anh không chấp nhận như vậy đâu. Mọi người có sai phạm, em bắt mọi người làm bản kiểm điểm là hợp lý rồi. Còn bác Tám, em trừ hết cả tháng lương rồi cắt vào khoản thưởng cuối năm của bác ấy là không được. Tại sao lại không được? Trước khi giao nhiệm vụ chấm công, em đã dặn dò rất là kỹ lưỡng cho bác ấy. Không được thiên vị và bao che cho bất cứ ai sai phạm. Bác ấy còn hứa hẹn với em đủ điều là sẽ làm tốt công việc của mình. Mà bây giờ bác có làm được không? Ừ, nhưng dù sao bác Tám cũng lớn tuổi rồi. Bác ấy còn phải lo cho mấy đứa con học đại học nữa. Cái gì nói cái lý cũng phải nghĩ tới cái tình. Em tự coi lại mình đi. Tại sao mọi người lại cấu kết chống lại em như vậy? Em không ngờ anh lại nói em như vậy. Em làm như vậy là vì lợi ích của công ty mình thôi. Nếu như không có hình thức kỷ luật thích hợp thì những sai phạm lần thứ hai, thứ ba thì sao? Lúc đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Dạ chị Hoàng nói đúng. Nhưng hình thức đối với bác Tám như vậy là quá nặng. Từ trước tới giờ bác Tám chưa sai phạm lần nào mà. Lúc nào bác Tám cũng là người đi sớm nhất để mở cửa công ty, và cũng là người về trễ nhất để đóng cửa công ty. Bác không có than vãn lần nào hết. Ủa, cậu nói chuyện nghe mắc cười quá. Bác Tám là bảo vệ, đó là nhiệm vụ của bác ấy. Chẳng lẽ lại là tôi? Dạ em không dám. Với lại cái việc mà nhờ bác ấy chấm công á, tôi đã trả tận 50.000 mỗi tháng, chứ có ít ỏi gì đâu. Thôi được rồi, chuyện này là do em sắp xếp. Bác Tám chỉ là người vô tội thôi. Chị trừ lương thì cứ trừ lương em. Dạ, em cũng là người bày ra chuyện này. Chị cứ trừ lương tháng này của em, đừng có trừ lương của bác Tám. Mọi người đồng lòng thương nhau quá ha. Được, tôi sẽ trừ lương cả ba người. Vậy em trừ lương 4 người luôn đi, tính luôn anh nữa. Tại hôm bữa anh thấy mọi người chỉnh đồng hồ trễ 5 phút, nhưng mà anh nghĩ là thấy họ tội quá. Trễ có 5 phút có ảnh hưởng gì tới công ty, cho nên anh im luôn. Anh... Dạ tôi xin cảm ơn mọi người. Mọi việc rõ ràng là lỗi của tôi. Trước đây khi nhận việc chấm công cho mọi người là tôi hứa với cô Hoàng là sẽ vô tư công bằng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi làm vậy là thất hứa rồi. Tôi thật sự đã có lỗi với cô Hoàng. Dạ, lỗi của tôi con là bác Tám. Lỗi là của tôi cháu mà. Đúng rồi bác Tám. Thật ra có vài lần mọi người đi trễ, tôi cố ý chỉnh sai giờ một chút để mọi người không bị trừ tiền. Tôi không phải người cao cả gì hết, nhưng tôi nhìn thấy mọi người phải phóng xe như bay đến công ty vì sợ trễ giờ,
nên nguy hiểm đến tính mạng. Có hôm nhìn thấy cô Quỳnh bị bể bánh xe, phải dắt bộ đến công ty. Tôi thấy tội quá, tôi không chịu được. Tôi xin lỗi cô Hoàng. Tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của công ty. Anh thấy bác Tám biết lỗi rồi. Với lại bác ấy làm như vậy là bác ấy thông cảm với mọi người. Với lại bác ấy đâu phải cấu kết với mọi người để nhận tiền của mọi người đâu. Em thông cảm cho bác ấy lần này đi, đừng có trừ tiền bác ấy. Dạ đúng rồi đó chị. Anh làm khó em quá. Làm quá thì mọi người nói tôi ác. Thôi được rồi, tôi sẽ du di cho mọi người lần này. Dạ, dạ cảm ơn chị. Cô, cảm ơn cô Hoàng. Em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Nhưng mà khoan đã, mọi người đừng có vội vui mừng. Sai lầm của mọi người tôi đã án treo ở đó. Từ bây giờ nếu như mọi người có sai phạm gì thì không có như lần này nữa đâu. Anh Bảo nè. Hả? Tối nay anh rảnh không? Hẹn hò với anh hả? Vậy là cuối cùng á, đến một ngày thì em cũng coi như là siêu lòng trước nhan sắc của anh đúng không? Anh lo cho con sư tử Hà Đông ở nhà của anh đi kìa. Trời ơi, hôm bữa hả, chỉ nhờ có anh chở em về nhà thôi mà cả đêm hành hạ em, gọi điện em, rồi hả hăm dọa em nữa. Chuyện đó có gì đâu mà em nhắc đi nhắc lại hoài, không chán hả? Mà bây giờ thì sao? Tối nay em hẹn với anh đi đâu hả? Tối nay á, em có hẹn với mấy đứa kinh doanh bên công ty Vũ Thủy. Vậy hả? Hỏi tụi nó coi có mối làm ăn nào giới thiệu qua cho mình. Chứ dạo này anh cũng thấy đó, toàn là mấy cái hợp đồng nhỏ nhỏ không à, không được bao nhiêu tiền hết á. Ừ, anh nghĩ vậy cũng tốt. Nhưng mà tụi nó nhậu dữ lắm đó nha. Hai anh em mình mà đi á là coi như khăm không nổi đâu. Không sao đâu anh, thì mình uống được bao nhiêu thì uống, không thì thôi. Chủ yếu là mình bàn chuyện kinh doanh. Mà em đi một mình em cũng hơi ngại, dù sao em cũng là con gái mà. Có anh thì em yên tâm hơn. Sao, anh đi được không? Ờ anh hả? Ờ cũng được, nhưng mà để anh. Sao, gọi điện về nhà xin phép bà xã hả? Thôi anh cứ từ từ xin phép đi, rồi cuối giờ báo em cũng được. Nói vậy là thấy không thích rồi. Nghĩ sao vậy? Anh là đàn ông mà, làm gì phải xin? Cái chuyện công việc rồi họp hành này nọ, đi tiếp khách buổi tối chứ có lại gì đâu. Thích thì đi, hả? Ờ, vậy hả? Có gì là em không chịu trách nhiệm đâu á nha. Ừ, em yên tâm, hả? Vậy thì hẹn anh cuối giờ nha. Ừ. Hèn chi sáng nay thế Lan chịu khó trang điểm lên đồ quá. Thì ra là có hẹn với mấy đứa bên phòng kinh doanh Vũ Thủy. Cũng đúng thôi chị, mấy đứa bên phòng kinh doanh bên đó sang chảnh lắm á. Mình không diện đồ lên một chút xíu á, tụi nó không thèm nhìn mặt mình luôn. Đã diện thì diện cho tới đi, diện ba cái hàng phát người ta biết còn xấu hổ hơn. Ý chị Mai là bà Lan xài hàng phát hả? Tất nhiên rồi, mà là phát loại 203 gì đó chứ không được loại 1 nữa. Bạn chị chuyên về đồ hiệu, nhìn qua cái là chị biết liền à. Sao ạ? Sao cậu có thể để cho nhân viên mình làm ăn cẩu thả như vậy hả? Dạ em xin lỗi sếp, tại vì cô nhân viên đó hôm trước bất cẩn sao đó rồi đem lộn hồ sơ của khách hàng nên mới xảy ra chuyện như vậy. Không có giải thích cái gì hết á, làm ăn như vậy là tôi không có chấp nhận. Cậu lo mà kiểm điểm nhân viên của mình đi. Dạ em xin lỗi sếp, em sẽ rút kinh nghiệm và em sẽ có hình thức kỷ luật cô nhân viên đó.
Chỉ lần này thôi nha. Dạ dạ dạ, em chào sếp. Làm ăn vậy đó, có bộ hồ sơ của khách hàng không mà cũng đem lộn, báo hại bị chửi một trận. Dạ em nghe nè anh Tài, trưa nay gặp anh Tài để bàn hợp đồng hả? Gặp trực tiếp với giám đốc luôn. Dạ dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Chào anh ạ. Vô đi. Chào sếp ạ. Cô vô đây kiếm tôi có chuyện gì nữa vậy? Em muốn báo cho anh một tin vui. Tin gì? Anh Tài bên công ty TK đã hẹn với em đầu giờ trưa nay để bàn lại hợp đồng. Vậy hả? Dạ. Vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ là chuyện vui như vậy nên cho mọi người biết. Không biết nó lại dở trò gì nữa. Bình tĩnh đi. Dạ chào, chào anh. À, tôi có một tin vui muốn thông báo cho mọi người được biết. Là cô Mai mới vừa thông báo bên công ty TK đang muốn gặp chúng ta thêm một lần nữa để bàn việc ký hợp đồng. Như mọi người đã biết, công ty TK là một trong những công ty nước giải khát lớn nhất trong thị trường của chúng ta. Cho nên hợp đồng này hết sức quan trọng, phải thành công, không được thất bại. Dạ. Cô Mai, bây giờ cô giao lại tất cả các hồ sơ liên quan đến công ty TK cho anh Bảo và cô Lan để họ bàn bạc về việc ký hợp đồng. Nhưng mà sếp, em không như gì hết. Tôi không còn tin tưởng cô nữa. Hai người nếu như có thắc mắc gì thì cứ bàn bạc trực tiếp với cô. Dạ. Mai, tôi tin tưởng hai người, cố gắng làm cho tốt. Vì đây là một trong những hợp đồng rất quan trọng của công ty. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Thiệt ngại quá. Phiền Mai đưa hết tất cả tài liệu và hợp đồng của công ty TK cho Lan với anh Bảo nha. Tự nhiên sếp đưa cái hợp đồng lớn như vậy làm cho Lan áp lực ghê luôn á. Vậy là tối nay tụi mình khỏi phải đi gặp đám bên công ty Vũ Thủy anh Bảo ha. Được sếp tin tưởng là tốt rồi. Hai người ráng làm tốt dự án này nha. Đợi Mai một chút. Đây là tất cả tài liệu, bản báo giá và có mẫu thiết kế in ấn về nhãn hiệu. Hai người ráng làm tốt dự án này nha. Có gì cần thiết thì hỏi Mai. Cảm ơn Mai nha. Trời ơi, ế gì mà ế dữ vậy?
Sáng giờ không có khách nào gọi hết trơn á. Dạ được rồi, tôi hiểu. Xin chào. Cười gì? Ơi, tự nhiên cười trời. Lạ lắm hả cười? Trời. Thôi nghe, không cười nữa nha. Quê á. Thôi chúng ta nghỉ trưa thôi. Hôm nay á, Bảo mời tất cả phòng mình đi ăn trưa nha. Sao? Anh Bảo đúng là sợp thiệt nha. Vừa được sếp giao cho cái hợp đồng lớn là khao mọi người đi ăn rồi. Có gì đâu. Chầu này em sẽ hùng với anh Bảo. Dù sao em cũng có phần mà. Được không? À, Mai với Ngọc, hay là hai người cùng đi ăn với tụi anh luôn nha. Anh Bảo nói gì kỳ vậy? Mai thì chắc chắn là phải có mặt rồi. Dù sao Mai cũng theo hợp đồng này đầu tiên. Coi như là Bảo với Lan cảm ơn Mai nha. Thôi mọi người đi ăn đi, em có thấy đói. Vậy thôi, anh xuống dưới đợi nha. Ủa, chị không đi thiệt hả? Chị không đi đâu, em đi đi. Dạ, vậy thôi, tụi em đi trước nha. Thôi, Lan đi trước nha. Nguyễn Thị Bé Thư, 20 tuổi, quê quán ở Đồng Tháp, trình độ 12/12, kinh nghiệm làm việc 2 năm. Cái mặt quê, mặt gì cũng quê, quê vậy thì sao làm? Trần Thị Gái, 45 tuổi, quê quán Nghệ An, kinh nghiệm làm việc 20 năm, là ô sin chuyên nghiệp, có thể làm được tất cả công việc nhà, rất có tâm với nghề. Chỉ khi nào bị trụ tuổi mới nghỉ. Trời, lớn tuổi quá cũng không làm được. Jennifer Trân Châu, 18 tuổi, quê ở thành phố Hồ Chí Minh, chiều cao 1m65, số đo bao dòng, ngon quá, sở thích làm đẹp và mua sắm. Làm đẹp và mua sắm, rất hợp với mình. Ok, quyết định chọn cô này. Đây đúng là con oxy mà mình cần tìm. Quá chuẩn với tiêu chuẩn mà mình đề ra. Quyết định chọn người này ngay và luôn. Kiện mới có thể giúp mình thôi. Alo, tôi nghe nè Mai. Bà nè, lát nữa tôi có công việc ở gần nhà bà đó, sẵn tôi ghé nhà bà chơi luôn nha. Được đó, Mai cứ ghé đây đi. Sẵn hôm nay tôi đang tuyển chọn người làm nè, có gì tới đây chọn giúp tôi luôn.
Chắc là anh Trọng lại cầu nhau bà cái chuyện việc nhà cơm nước, nên bà phải tìm người giúp việc đúng không? À, mà giờ này bà với anh Trọng đang ăn cơm, tôi tới có làm phiền không? Hôm nay anh Trọng không có về, tôi á cũng làm biếng không nấu cơm luôn, mới đi ăn ở ngoài về nè. Ủa, anh Trọng không về nhà ăn cơm hả? Ừ, thì hồi nãy anh Trọng có gọi về, ảnh nói á là đầu giờ chiều có hẹn với khách hàng ở quán cà phê đối diện công ty. Ngồi cà phê rồi ăn ở đó luôn. Hay là bà qua đi chơi đi, tôi đang ở nhà chán quá, không có làm gì hết nè. Tự nhiên tôi nhớ ra tôi có chút việc rồi. Thôi để bữa khác nha. Bà lo chọn người giúp việc cho tốt đi, tìm được người bà sẽ đỡ hơn đó. Vậy thôi, có gì bữa khác gặp bà. Bye bye nha. Bye bà nha. Sếp sếp, hôm nay không về nấu cơm cho chị Kiều ăn hả sếp? Nè, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Đừng thấy tôi dễ dãi, rồi muốn nói gì thì nói nha. Tôi nhắc cậu là lần cuối, từ bây giờ không được nhắc lại chuyện này nữa. Hiểu không? Dạ, em hiểu rồi sếp, em xin lỗi sếp. Hẹn công ty Hồng Ngân 2 giờ hả? Dạ đúng rồi sếp. À sếp ơi, em có một ý kiến này muốn nói với sếp. Em nghĩ là chuyện này không phải của em, nhưng mà với một người trợ lý đặc biệt có trách nhiệm và chuyên nghiệp như em phải nói điều này với sếp. Có chuyện gì cứ nói đi. Em không hiểu sao sếp lại chọn công ty Hồng Ngân để giao cái hợp đồng này cho họ. Em thấy họ không tin tưởng cho lắm. Tôi nói với cậu rồi, tôi thấy mẫu thiết kế của công ty Hồng Ngân này giá cả rất hợp lý. Có vấn đề gì sao? Dạ không. Nhưng mà... Nhưng nhỉ cái gì nữa, cứ làm như những gì tôi chọn đi, để lát nữa gặp mặt bàn bạc rồi tính tiếp. Dạ sếp. Ủa anh Trọng. Ủa Mai. Chuyện gì vậy? Sao tình cờ vậy? Ngồi đi. Anh cũng tới đây nữa hả? Ừ. Nè, mày ngồi xuống đi. Anh hẹn khách hàng ra đây, cho nên là ngồi chờ. Sao? Mày khỏe không? Từ hồi mà sinh nhật của Kiều tới giờ không gặp mày. Em khỏe. Chào anh Tài. Ủa? Hai người biết nhau hả? Cho nước đi em dạ, ơi. Công ty bên em đang có một dự án hợp tác với bên anh, nên là em có gặp anh Tài một lần rồi. Ủa Tài, Mai hợp tác với mình dự án nào vậy? Dạ Mai. Dạ dự án về thiết kế in ấn bao bì nhãn mác cho là sản phẩm nước giải khát mới của công ty anh đó. Ủa vậy Mai làm cho công ty Hồng Ngân hả? Dạ đúng rồi. À đây nè, đây là bản thiết kế và báo giá sơ bộ em đã gửi qua cho công ty anh đó. À thì ra mấy cái này là Mai làm hả? Dạ em làm. Làm tốt lắm, anh rất thích như một thiết kế này, giá cả cũng hợp lý nữa. Anh đừng có quá khen như vậy, đó là công việc của Mai thôi mà. Nhưng mà đáng tiếc là em không có cơ hội hợp tác với anh rồi. Ủa Mai nói vậy là sao? Lần trước do em sơ suất đi gặp anh Tài, nhưng mà em bị người ta đổi hồ sơ mà em không có biết. Nhưng mà hôm đó anh Tài bận quá, không có thời gian để nghe em giải thích và không hợp tác với em, nên là sếp em đã giao dự án lại cho người khác làm rồi. À đây nè. Dạ. Hôm trước cậu bận cái gì mà không nghe Mai giải thích vậy? Dạ. Chuyện như vậy nè sếp. Hôm bữa cô Mai đây hẹn mình đi bàn hợp đồng,
để ký, nhưng mà cổ lại quên mang giấy tờ quan trọng. Em thấy cách làm việc như vậy là thiếu chuyên nghiệp, nên là em kiếm cớ thưa sếp. Anh Tài làm vậy là đúng rồi. Trong chuyện này là do em sơ suất, anh đừng trách anh Tài. Chỉ tiếc là anh em mình không có dịp hợp tác với nhau thôi. Lan, Lan ơi. Chào anh Tài. Chào em. Ngồi, ngồi đi em. Có Mai nữa hả? Em tới đây để uống cà phê thôi. Tình cờ gặp anh Trọng là người quen. À, chị tới đây để bàn hợp đồng hả? Thôi, vậy em không làm phiền nữa, em xin phép. Mai ngồi đi đi. Chào em. Dạ, chào anh. Hân hạnh được gặp em. Anh là Trọng, giám đốc công ty CK. Dạ. Anh nghĩ thực ra hai công ty chúng ta bàn bạc hợp tác với nhau thì chắc chắn kết quả, vẫn là muốn hiệu quả công việc cao. Với lại dự án này Mai đã tiếp xúc từ đầu rồi. Anh nghĩ hãy để Mai làm đi, anh nghĩ sẽ tốt hơn. Anh thực sự xin lỗi em. Hẹn hợp tác lần sau nha. Dạ, không sao đâu, vậy cũng tốt mà. Chúc mừng Mai nha, cuối cùng cũng đạt được hợp đồng mà mình mong muốn. Hợp đồng nè, cho Lan gửi. Chị, hợp đồng này để Mai làm cho. Cảm ơn chị Lan. Không có gì. Em xin phép đi trước nha. Em chào hai anh. Xin lỗi, cô kiếm ai vậy? Em được trung tâm giới thiệu việc làm báo đến đây để nhận việc á. Chị có phải là chị Kiều không ạ? Đúng rồi, chị là chị Kiều nè. Còn em có phải là Jennifer Trân Châu không? Dạ đúng rồi chị. Mà chị ơi, mình từ nói chuyện được không? Ở ngoài đây nắng rất quá à. Hôm qua em mới đi spa, sợ ánh nắng ảnh hưởng tới da không có tốt được chị ơi. Đúng rồi, nắng khăn da. Thôi tôi về đi. Nhớ trả tiền taxi với lại sách đồ giùm em nha. Hả? Alo, văn phòng luật sư Trần Quân nghe ạ. Cái gì? Heo gì? Gì cha nội? Cái gì heo con heo mẹ gì? Ông tìm ai? Ở đây là văn phòng luật sư Trần Quân, chứ không phải trại nuôi heo. Còn ông biết tôi là ai không? Tôi là thư ký Trần Thị Vui Tươi. Gì? Tôi nói xạo ông làm gì? Nè, ông nghe cho kỹ một lần nè. Ở đây á là văn phòng luật sư Trần Quân, chuyên tư vấn về các vấn đề liên quan tới luật, chứ ở đây không phải trại nuôi heo, nghe cha. Heo mọi heo mơ. Trời ơi, ngày đầu đi làm thư ký mà chán dữ vậy trời. Công ty thì không có ai hết, khách hàng không có một móng. Sáng tới giờ có một cuộc điện thoại duy nhất, cha nội bán heo, tào lao mới lao. Tôi đã nói á, ở đây không phải là trại nuôi heo, ông mới là con heo đó. Hả? Sếp à, sếp. Dạ, em nghe. Đâu có sếp, em đâu có chửi sếp là con heo. Không phải, hồi nãy tại vì có cái ông gì ông gọi tới, ông đòi mua heo gì đó. Dạ. Vậy em in cho sếp hai bản xong đem qua liền cho sếp phải không sếp? Dạ, em làm liền, dạ.
Nào ta. Thôi kệ, nào cũng được. Chị lấy nước lọc cho em uống nha. À chị ơi, em uống nước lọc không có quen, chị cho em nước suối được không? Nước suối. Em cảm ơn chị. Trời ơi, Jennifer, em cũng xài cái hiệu này luôn á. Trời ơi, cái hiệu này tốt lắm, chị thích lắm. Dạ, đúng rồi đó chị. Trời ơi, hiệu này tốt lắm đó nha. Em còn xài những phẩm hiệu này không ạ? Da mặt của em dễ bị dị ứng lắm. Xài mấy cái đồ trang điểm rẻ tiền nó không có được. Mình á, cứ trang điểm đẹp nè, rồi ăn vẫn đẹp một chút, thì chủ nhà như chị nhìn cũng thích đúng không? Riêng cái điểm này á, là chị thấy hả, chị em mình hợp vui với nhau rồi nha. Em nói đúng đó, là phụ nữ thì lúc mà phải trang điểm cho thật là đẹp đẽ đó, đẹp mới tự tin. Cũng giống như á, là mình trước mặt người khác phải rất là đẹp thì mới tôn trọng người khác, phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, chị có nói em mà gặp được người chủ mà vui vẻ, vui tính như chị, em cũng mừng dữ lắm á. Chị biết không, lúc trước á, em làm giúp việc ở cái gia đình kia kìa. Trời đất ơi, hai vợ chồng gì mà xấu dưới mức quy định như vậy đó. Ăn mặc nó lượng thượng, em á, bản thân em nhìn á, em không muốn làm việc gì hết trơn luôn á chị. Đó, anh coi như vậy chịu được hay không chứ? Chào sếp. Cô Mai, tôi đã nói là cô phải bàn giao hợp đồng cho cậu Bảo và cô Lan rồi. Tại sao cô còn... Em gửi sếp hợp đồng dự ký với công ty TK. Ký? Ký rồi hả? Dạ. Sao nhanh vậy? Thật ra em vô tình gặp anh Trọng, giám đốc của công ty TK. Không ngờ anh lại muốn bàn hợp đồng với em. Chắc là do chỗ thân quen nên là em dễ ký hợp đồng hơn. Vậy à? Sẵn đây Mai cũng xin lỗi Lan với Bảo nha. Chuyện này là vô tình thôi, chứ mà không có cố ý phỏng tay trên của hai người đâu. Thôi bỏ đi. Cái điều quan trọng á là hợp đồng đã được ký cho công ty. Còn ai làm vụ này cũng vậy thôi. Dạ. Cô Mai, tôi đã biết cô là một nhân viên rất giỏi giang, cố gắng phát huy nha. Dạ sếp. Còn mọi người tiếp tục làm việc nha. Tôi đã nói rồi, thành công á không chỉ dựa trên may mắn và những trò trẻ con đâu, mà phải có thực lực và trí óc thật sự kìa. Đúng không Ngọc? Những trò của cô đối với tôi chỉ là những trò trẻ con thôi. Muốn đấu với tôi hả? Học thêm đi. Bình tĩnh đi. Em. Mai à, cô đừng vội đắc ý như vậy. Khát đang cao xé, làm thay.
tiếp hay dừng lại, ký ức hay thực tại, nhiều khi nhá nhé. Hãy sống theo con tim, cứ bước theo con tim sẽ đến. Chẳng một ai trên con đường đời không mắc những sai lầm. Hôm nay sẽ thấy tương lai.